Chúa ở cùng anh chị em. Bài Trích Phúc Âm theo Thánh Marco. Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilea, rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa. Người nói: thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến. Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm. Đang lúc đi dọc theo bờ biển Galilea, người thấy Simon và em là Andre đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những người đánh cá. Chúa Giêsu bảo các ông: hãy theo ta, ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người. Lập tức các ông bỏ lưới theo người. Đi xa hơn một chút nữa, người thấy Giacôbê, con ông Giê-bê-đê, và em là Gioan đang xếp lưới trong thuyền. Người liền gọi các ông. Hai ông bỏ cha là Giê-bê-đê ở lại trên thuyền cùng với các người làm công và đi theo người. Đó là lời Chúa. Cha xin chào tất cả các con. Rồi, các con nghe bài tin mừng rồi không? Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu trở về Galilea để mà loan báo tin mừng, đúng không? Rồi, thì Ngài nói câu gì? Ngài nói câu gì? Cha vừa mới đọc. Vừa tức thì mới đọc. Thời giờ đã không biết luôn. Thời giờ đã sao con? Đã mãn. Vô tay đã mãn vô tay và triều đại. Không biết, nhớ có nửa câu. Và triều đại. Ai rồi mà con và triều đại? Thưa cha là và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Rồi Chúa Giêsu bảo sao nữa? Ây da, hãy trời giờ thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần, hãy. Thôi mà con, hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm. Vỗ tay. Đó là điều mà Chúa Giêsu rao giảng ha. Thời kỳ đã mãn, thời giờ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần, đúng không? Hãy sám hối, hãy ăn năn sám hối và tin vào tin mừng, đúng không? Rồi bây giờ phải hỏi nè, đó là trong Phúc Âm. Bây giờ hỏi, bây giờ hỏi lớn lớn một chút. Bây giờ thời kỳ gì mà mãn? Dạ. Thời kỳ gì mà mãn? Thời kỳ nước Thiên Chúa đó. Thì nước Thiên Chúa đến gần rồi, nhưng mà thời kỳ đã mãn mà thời kỳ gì mãn? Hú hồn nghe rồi xong. Thời kỳ gì mãn con? Hay là giống như Đức Mẹ thời kỳ mang thai mãn, gọi là mãn nguyệt khai hoa. Thời kỳ gì mãn? Rồi, amen. Nó cười, con cười chắc biết. Thời kỳ gì mãn con? Thời kỳ đi học mãn hay là thời kỳ gì mãn? Thời kỳ nào mãn? Tại sao Chúa Giêsu tới, Chúa Giêsu rao giảng, Chúa Giêsu nói thời kỳ đã mãn? Tại sao Chúa Giêsu lại nói cái câu đó?
lật vô tài liệu hả? Rồi giờ Mãn sao con? Dạ con không biết. À con không biết luôn. Mình biết thời kỳ Mãn nhớ lặp lại thôi. Rồi. Ở trên thời kỳ đó Mãn là thời kỳ tội lỗi đó Mãn, và thời kỳ Chúa Giêsu xuống cứu độ hai người nó đến. Ồ, Mãn hả? Thời kỳ mà tội lỗi Mãn cha thấy nó cũng còn đầy đó. Ai gạo thôi mấy anh Nghĩa đi. Anh chị Nghĩa lớn này chắc biết mà. Thời kỳ Mãn đúng không? Cái gì Mãn con? Hú hồn luôn. Cái gì Mãn? Ai da, da, da. Chúng ta biết lịch sử cựu ước là lịch sử của cái gì? Lịch sử cựu ước là lịch sử của cái gì? Rồi mời con. À, hay là lịch sử loài người. Ai da, lịch sử loài người dĩ nhiên rồi. Nhưng mà lịch sử trong suốt dọc lịch sử cựu ước đó, ngay từ khi ông bà nguyên tổ phạm tội thì Thiên Chúa đã hứa cái gì? Hứa cái gì? Rồi mời con. Thưa cha, là Chúa hứa sẽ cứu độ con người. Chính xác, vô tay. Gặp. Thế kỳ cứu ước không? Mở đầu khi ông bà nguyên tổ phạm tội thì Thiên Chúa hứa cứu, cứu độ. Thì suốt dọc dài lịch sử cứu ước đó thì Thiên Chúa lập đi lặp lại. Lặp đi lặp lại cái gì? À rồi mà con, lặp đi lặp lại cái gì? Để trả lời hứa. Chính xác, giơ tay. Giơ tay vỗ lên. Trời ơi, vậy ta hỏi mà không có biết giờ. Bây giờ có người trả lời là vỗ liền. Đúng không? Thời kỳ cựu ước đó, lịch sử cựu ước là lịch sử mà Thiên Chúa lặp đi lặp lại cái lời hứa cứu, cứu độ. Để làm gì? Để làm gì? Thiên Chúa nhắc đi nhắc lại cái lịch sử. Trong suốt cái dòng lịch sử đó, Thiên Chúa nhắc đi nhắc lại cái lời hứa cứu độ đó để làm gì? Mời con. Thưa cha, là dân người thoát khỏi mọi tội lỗi. Dĩ nhiên là cứu độ để thoát khỏi mọi tội lỗi. Nhưng mà tại sao cứ phải lặp đi lặp lại như vậy? À rồi rồi mày, mày anh Nghĩa này ha. Tại sao phải cứ lặp đi lặp lại như vậy? Thưa cha, là để nhắc nhở con người là sẽ có một đấng cứu thế đi xuống để con người chuẩn bị trước. Chính xác, vỗ tay. Vỗ. Không, vỗ tay. Để chuẩn bị cho đấng cứu thế đã đến, đúng không? Và không phải đã đến mà chuẩn bị cho đấng cứu thế đến, đúng không? Mà Chúa Giêsu là gì? À, sốc nâu. Chúa Giêsu là gì con? Trời ơi, làm viên khổ ghê đó. Rồi, mời con, Chúa Giêsu là gì? Chúa Giêsu là đấng cứu gì con? Trời ơi, cứ làm viên khổ. Ấy, trời ơi, đây. Rồi, Chúa Giêsu là đấng cứu gì con? Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Vô tay, vô. Đúng không? Chúa Giêsu là đấng cứu thế, cứu độ, đúng không? Mà Chúa Giêsu đã đến rồi, đúng không? Chúa Giêsu là đấng cứu độ và Chúa Giêsu đã đến, đã hiện diện rồi. Cho nên thời kỳ chờ đợi đã đến. À không, thời kỳ chờ đợi đã tới. Đã. Mãn. À, thời kỳ chờ đợi đã đã mãn. Cho nên Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay nói thời kỳ đã mãn, có nghĩa là thời kỳ chờ đợi đấng cứu thế đã mãn rồi. Và Chúa Giêsu chính là đấng cứu thế. Thấy chưa? Giờ hiểu chưa? Hiểu tại sao mà Chúa Giêsu nói cái câu là thời kỳ đã mãn chưa? Rồi bây giờ hỏi tiếp. Và hiểu không? Chúa Giêsu nói và nước Thiên Chúa đã đến gần, nước Thiên Chúa đã đến gần, đúng không?
và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Con có coi phim không? Không. Không. Không có coi phim. Con có coi phim không? Thiệt không? Nói thiệt thì không có coi phim. Không có coi phim hay là sợ quá rồi lắc đầu không có coi phim. Còn có coi phim không? Quá dễ đúng không? Có hay không thôi? Có. Có đúng rồi, có. Rồi con có thấy mà con trong cái phim nào mà có ông vua không? Chưa coi cái phim nào có vua. Em nào coi phim có vua? À, rồi mời con. Ấy da, coi phim không mà cũng không có em nào coi hết á. Mà coi phim có vua đó. Có không? Dạ có. À, có. Đúng không? Một triều đại thì phải có vua, đúng không? Mà một ông vua để ông gây dựng cái triều đại đó thì ông phải làm gì? Yêu quý dân. Không, trước yêu quý dân nhưng mà cái điều đầu tiên á, chẳng hạn như là triều đại nhà Minh đi, Trung Quốc đi, đúng không? Có ông vua là Chu Nguyên Chương đó, đúng không? Thì ổng mà trước khi mà ổng lập nên cái nhà Minh á, triều đại nhà Minh á, thì ổng làm gì? Chiến tranh. Làm cái gì? Làm cái gì? Một ông vua mà để gây dựng một triều đại thì ổng làm gì? Ai? Ai nói to đó? Ổng làm gì con? Ông chiêu mộ gì? Một ông vua mà muốn gây dựng một triều đại thì ông phải chiêu mộ gì? Ôi ơi, chiêu mộ gì? Hả? Thứ nhất, một triều đại là phải có một ông vua, đúng không? Sau đó ông vua thì ông làm gì? Dạ, quên rồi. Ây da, chẳng quên hả? Khổ thế. Rồi, mời con. Dạ cha, là ông vua đó phải chiêu mộ binh lính để chiếm ngôi vua khác. Trời ơi, đúng không? Cười. Trả lời đúng không? Dạ không. Hay vậy bây giờ theo con không đúng thì làm gì? Ông vua nó làm gì? Dạ cha, có đức tính tốt. Hả? Tốt. À, có đức tính tốt thì dĩ nhiên rồi cha. Nhưng mà bây giờ cha hỏi là phải làm gì nè? Tốt không thì ông cha không biết, nhưng mà giờ phải làm gì? Lên ngôi. Lên ngôi nhưng mà đâu phải thiên hạ mà để cho dễ đùng đùng không lên ngôi đâu. Đúng không? Muốn lên ngôi được thì phải làm gì con? Chiến tranh. Phải chiến. Chiến tranh mà muốn có chiến tranh thì sao? Thì phải chờ đợi. Hả? Chờ đợi. À phải chờ đợi. Nhưng mà chờ đợi gì như cha chờ đợi hai thi không thì làm được cái gì? Đúng không? Cũng chờ nè, chờ làm vua mà chờ hoài nè. Rồi mời con. À, cha muốn có chiến tranh thì phải huấn luyện binh lính. À, muốn mà lên ngôi thì phải có binh lính để mà đi gây chiến, đúng không? Đúng không? Thế thì bây giờ Chúa Giêsu nói triều đại của Thiên Chúa đã đến gần, đúng không? Triều đại Thiên Chúa đã đến gần thì Chúa Giêsu phải làm gì? Chúa Giêsu phải làm gì? Chúa Giêsu phải làm gì con? Thành thật không? Con không biết. Rồi, Chúa Giêsu làm gì con? Trời ơi, ngay trong bài tin mừng luôn. Cha đã dẫn tới cỡ đó rồi. Tức là một ông vua muốn lên ngôi là phải có chiêu mộ binh lính để mà gây chiến. Đúng không? Mà Chúa Giêsu nói là triều đại Thiên Chúa đã đến gần, mà Chúa Giêsu là đấng cứu thế, Chúa Giêsu là vua, có rồi. Bây giờ ông vua đó cần gì? Cần lính, đúng không? Rồi cha nó dẫn đến tới đó rồi, đúng không? Cần lính, vậy thì Chúa Giêsu làm gì? Rồi mà con, hy vọng con không? Kêu gọi những người tin theo Chúa. Đón trời ơi. Trời ơi. Rồi mà con mình làm gì con? Dạ thưa cha, là triệu tập môn đệ. Chính xác, vô đây. Vô. Trời ơi, quá dễ đúng không? Chúa Giêsu làm gì? Chúa Giêsu triệu tập, Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ, rõ ràng đúng không?
Nhưng mà Chúa Giêsu, sao mà chưa gì mà con lắc tay rồi, đúng không? Chúa Giêsu nói là triều đại Thiên Chúa đã đến, đến gần, đúng không? Và Chúa Giêsu đã làm cái cử chỉ đà, kêu gọi các môn đệ, đúng không? Để làm gì? Ông vua Trần Gian đó triệu tập binh lính để mà gây chiến tranh, đúng không? Thì Chúa Giêsu cũng triệu tập các môn đệ, triệu tập những người đi theo Ngài để làm gì? Cha là loan báo tin mừng. Để loan báo tin mừng là đúng rồi hả? Nhưng mà trong ta muốn các con nói cho chính xác một cái từ trong bài tin mừng hôm nay. Ai đó chẳng nghe nói đúng rồi, ai đó giơ tay lên đi. Thưa cha là để lưới người. Giơ tay. Đúng không? Để lưới người như lưới cả, có nghĩa là mời gọi người ta theo Chúa Giêsu, đúng không? Đó, mời gọi người ta theo Chúa Giêsu. Mà điều kiện để theo Chúa Giêsu là gì con? Điều kiện để theo Chúa Giêsu là gì? Ngủ ngon á. Trong đâu điều kiện theo Chúa Giêsu là gì con? Ngay trong bài tin mừng luôn. Ngay trong bài tin mừng luôn, cha không hỏi đâu. Cha không hỏi đâu xa đâu. Cha chỉ nãy giờ bây giờ cha chỉ quanh quẩn có một câu thôi. Là thời kỳ đã mãn, triều đại Thiên Chúa đã đến, đến gần. Rồi hãy ăn năn sám hối và tin nói đi cho hết câu chứ vừa nói vừa cười. Hãy ăn năn sám hối và tin vào tin mừng. Hãy ăn năn sám hối và tin vào tin mừng đó, đúng không? Cha nãy giờ bây giờ cha chỉ nói có xung quanh một câu đó thôi. Thì bây giờ cha hỏi lại câu hỏi là để đi theo Chúa Giêsu thì điều kiện cần phải có là gì? Dạ hư cha là ăn năn sám hối. Tiếp. Tin vào phúc âm. Giờ đây. Trời ơi. Trời ơi. Có nhiều đó không mà cha trời nãy giờ đuối luôn á. Hãy ăn năn sám hối và tin vào tin. Tin mừng, tin vào phúc. Phúc âm. Đúng không? Thấy chưa? Chính xác đúng không? Rồi bây giờ hãy ăn năn sám hối. Ăn năn sám hối là làm sao con? Rồi khi sớm này ăn năn sám hối là làm sao con? Như thứ cha là đi xưng tội. À, xưng tội cũng là một cái cử chỉ đấy mà. Sám hối. Làm sao nữa con? Như thứ cha là làm việc tốt. Hả? Làm việc tốt hơn là cha mẹ. Làm việc tốt, đúng không? Làm gì nữa con? Tin vào Chúa. À, bây giờ cha hỏi là ăn năn sám hối là làm sao? À, đi lễ thường xuyên. À, đi lễ đọc kinh đúng không? Còn làm gì nữa? Từ bỏ tội lỗi. Chính xác trở lại. Vô giùm đi, vô. Không. Ăn năn sám hối điều đầu tiên là phải từ bỏ tội lỗi, đúng không? Từ bỏ tội lỗi. Điều kiện thứ hai để đi theo Chúa Giêsu là phải tin vào tin mừng.
Giờ cha hỏi tiếp, tin mừng là gì con? Tin mừng đó là tin mừng gì? Hay à, đúng không? Chúa Giêsu biểu tin là tin mừng, nhưng mà tin mừng là tin mừng là gì? Tin mừng gì? Mình phải hỏi tin mừng đó tin mừng gì? Cái làm cái tin gì mà làm cho mình mừng? Đã khai cái tin gì mà làm cho mình mừng? Dạ thưa cha, là lời Chúa. Dĩ nhiên rồi, lời Chúa rồi. Nhưng mà lời Chúa nói cái gì mà mình thấy nghe cái là mình mừng? Rồi mời con. Ơi cha, lời Chúa Giêsu chịu chết trên thánh giá, phục 3 ngày phục sinh sống lại để cứu độ lại người. Để cứu độ lại người. Đúng không? Đúng không? Giờ chính xác không? Bây giờ con khẳng định lại với cha một cái rồi. Dạ thưa cha, là Chúa Giêsu chúng thế làm người, chịu chết để cứu độ lại người. Đúng không? Chịu chết cứu độ, đúng không? Nhưng mà nguyên cái đó là nó có một dãy luôn, tức là cả một cái cuộc đời của Chúa Giêsu luôn, đúng không? Nhưng bây giờ Chúa Giêsu mới nói hãy tin vào tin mừng. Thế thì bây giờ cũng phải đợi một lúc, mấy năm sau rồi mới tin được hay sao? Cái tin đó là tin gì? Hay là tin mừng cứu độ? Không, cha hỏi là tin vào tin mừng, cái tin đó là tin gì? Vào ngay cái thời điểm mà Chúa Giêsu đó, cái tin đó là tin gì đó? Cha không có nói đi đâu xa hết đó, trong bài tin mừng thôi. Cha là tin mừng Giáng sinh. Tin mừng Giáng sinh lâu rồi. Lâu rồi, tin gì? Dạ thưa cha, là tin mừng Chúa cứu độ. Tin mừng Chúa cứu độ. Rõ rõ không ai? Rồi. Tin mừng là tin Chúa. Tin mừng là tin Chúa. Ai là tin gì hả con? Tin gì con? Tin gì? Trời ơi, Chúa Giêsu rao giảng, đúng không? Thời kỳ đã mạng. Rồi sau đó là gì? Hãy ăn năn sám hối và tin vào. Ông ta cái khúc sau là ăn năn sám hối, cái khúc giữa ta hỏi khúc giữa. Hãy tin vào tin mừng. Cái khúc sau nữa, cái khúc giữa. Chiều đoàn người đã đến. Hả? Chiều đoàn người đã đến. Dạ thầy. Dạ. Dạ. Cái tin nè. Cái tin nè. Cái tin là triều đại Thiên Chúa đã đến. Đến gần. Cái tin đó là tin. Tin buồn hay là tin mừng? Tin mừng. Đó, cái tin đó là mới là tin. Tin mừng. Thì là Chúa Giêsu kêu gọi hãy tin vào tin. Tin mừng nghĩa là tin là Chúa Giêsu là đấng cứu. Cứu, cứu độ, cứu thế. Và triều đại nước Chúa đã đến. Hãy có nghĩa là tin vào Chúa Giêsu. Thấy chưa? Rồi. Bây giờ tất cả chúng ta trong thánh lễ này, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy ăn năn sám hối và tin vào tin. Tin mừng. Nghĩa có nghĩa là chúng ta từ bỏ tội, tội lỗi và tin vào Chúa Giêsu là đấng cứu, cứu độ. Những ai tin vào Chúa Giêsu thì sẽ được Ngài cứu độ, sẽ được sống lại như người. Đó là tâm tình, là lời Chúa, là điều mà Chúa muốn gửi đến với tất cả các con trong ngày hôm nay. Tất cả chúng ta cùng nhau đứng lên tuyên xưng đức tin.